một mùa thi trung học phổ thông quốc gia nữa lại tới, mà giờ lại phải học ôn thi tại nhà và online. Vậy làm sao để có thể học ôn thi hiệu quả nhất trong thời kỳ này? Xin chào tất cả mọi người, mình là Trinh Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chu trình học ôn thi hiệu quả để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Hơn ai hết, mình hiểu nỗi khó khăn và áp lực mà các bạn đang gặp phải trong cái kỳ thi này. Bởi vì bản thân mình cũng từng trải qua một kỷ niệm kinh hoàng khi mình thi đại học tại Việt Nam. Nếu các bạn đã từng xem video của mình có tên là Cú sốc và bơ ngoặt đầu đời của tôi, thì các bạn cũng biết rằng là mình vốn không có ý định thi đại học tại Việt Nam, mà mình nghĩ con đường để tuyển thẳng. Nhưng mà do quy chế thay đổi, rồi do một số cái vấn đề trong cuộc sống, nó khiến cho mình buộc phải ôn thi và thi trong vòng thời gian rất là gấp rút. Mặc dù vậy, mình vẫn đỗ được vào đại học nguyện vọng 1 của mình tại Việt Nam, và một môi trường mình rất là thích. Do vậy, trong video ngày hôm nay, mình muốn cung cấp cho bạn cái phương pháp tốt nhất để học ôn thi dựa vào một cái framework, tức là một cái mô hình khoa học để học hiệu quả. Cái framework này thì nó xây dựng dựa vào 3 yếu tố chính. Thứ nhất là active recall, hay còn gọi là chủ động gợi nhớ. Thứ hai là spaced repetition, hay còn gọi là lặp lại cách quãng. Và thứ ba là testing, có nghĩa là thi thử. Và giữa cái tam giác này thì có một phần, đó chính là productive downtime, hay còn gọi là thời gian chết hiệu quả. Nếu các bạn đã xem video trước của mình về việc ôn thi theo phương pháp khoa học thì các bạn cũng biết về active recall và spaced repetition rồi. Nhưng về cơ bản ấy, active recall hay còn gọi là chủ động gợi nhớ, có nghĩa là trong cái quá trình ôn tập ấy, thì mình sẽ chủ động vận động não bộ của mình để nhớ bài giảng, nhớ cái kiến thức của mình bằng cách sử dụng flashcard, bằng cách đặt ra câu hỏi thay vì chỉ tập trung vào câu trả lời, bằng cách nhẩm thành lời thay vì chỉ nhẩm thầm, hoặc là mình sẽ tưởng tượng liên tưởng trong đầu của mình, vân vân. Có rất nhiều cách mà mình đã giới thiệu và miêu tả cụ thể trong video trước. Tuy nhiên, ở trong video này thì mình muốn nhấn mạnh cụ thể hơn cái điều mà các bạn không nên làm trong cái quá trình ôn thi, đặc biệt là ôn thi đại học. Đó chính là rereading, highlighting và note-taking. Khoa học đã chứng minh là cái phương pháp này nó không hiệu quả trong việc ôn thi, bởi vì là nó không giúp cho não bộ của mình nhớ được kiến thức một cách chủ động. Mình chỉ gợi lại một cách thụ động, mình chỉ nhẩm ok, cái này đúng rồi, cái này mình nhớ rồi. Nó không hiệu quả vì nó không động lại được kiến thức trong đầu của mình. Do vậy là nếu mà các bạn đang ôn thi theo cái cách rereading, highlighting và note-taking này thì hãy ngừng ngay lập tức và mình chuyển sang cách học active recall, tức là chủ động gợi nhớ. Spaced repetition, hay còn gọi là lặp lại cách quãng, là phương pháp dựa vào đường cong lãng quên. Có nghĩa là khi bạn mới bắt đầu học một kiến thức nào đấy thì mình sẽ nhớ rất là nhiều, và qua thời gian thì cái kiến thức nó sẽ rơi rụng, mình sẽ quên nhiều hơn. Đó, thì mình sẽ dựa vào cái thời điểm mà mình hay quên nhất ấy, thì mình sẽ học cối đầu, mình ôn lại thì mình sẽ tiếp tục nhớ cái kiến thức đấy được lâu hơn. Trong cái video trước khi mình chia sẻ về cái phương pháp này thì rất nhiều bạn nhắn cho mình hỏi rằng là làm sao để biết được cái thời điểm nào là cái thời điểm mình hay quên để mình học cối đầu lại, mình học nhớ lại. Thì cái điều này nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, phụ thuộc vào cái trí nhớ của bạn, cái khả năng học tập của bạn, và cũng phụ thuộc vào cái môn học nữa. Do vậy mình sẽ phải luyện tập, mình sẽ phải thử nghiệm xem là cái thời điểm nào mình hay quên để mình nhớ, để mình học lại. Nhưng không có một cái công thức nào cụ thể cả. Nhưng nếu bạn gặp khó khăn cho cái việc tính toán cái thời điểm mình cần ôn lại này ấy, thì bạn có thể sử dụng cái ứng dụng hiện đại, người ta sử dụng thuật toán để tính toán cái thời điểm mà bạn nên ôn lại. Một trong những cái ứng dụng đấy mà mình đã từng giới thiệu ở trên kênh của mình, đấy là Mochimochi. Mochimochi là ứng dụng học từ vựng tiếng Anh mà xây dựng dựa vào chính cái phương pháp spaced repetition này. Tức là khi bạn học cái từ vựng ở trên app ấy, thì app nó sẽ lưu trữ cái lịch sử học của bạn, và từ đó nó tính toán cái thời điểm vàng. Cái thời điểm vàng là cái thời điểm mà khi mình bắt đầu quên cái từ mới ấy, thì nó sẽ nhắc lại cho bạn, mà nhắc lại một cách dễ dàng dễ thương thông qua lời nhắn và hình họa để gợi ý, để khuyến khích bạn mở app ra để học tiếp theo. Thì với những cái ứng dụng như thế này thì nó rất là hữu ích, bởi vì là nó giúp cho mình biết được chính xác cái thời điểm nào mình cần ôn lại kiến thức. Đối với Mochimochi thì app này có thể download sử dụng thử miễn phí. Do vậy là mình luôn luôn khuyên các bạn là hãy thử download cái app này để xem là cái thời điểm vàng nó được tính toán như thế nào, spaced repetition trong thực tế ra sao. Và mình, nếu mà mình không sử dụng app lâu dài thì mình có thể sử dụng cái phương pháp này để ứng dụng, để xây dựng cái phương pháp học riêng của mình. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn sử dụng lâu dài trên app ấy, và đặc biệt là với những bạn nào đang ôn thi trung học phổ thông và đại học ấy, thì trên Mochimochi có khóa học từ vựng lớp 11, 12 mình thấy rất phù hợp để các bạn học ở trong thời điểm này. Nhưng dù bạn có chọn tính thời gian trên app hay là tự tính thời gian để mình ôn luyện theo spaced repetition ấy, thì bạn cần phải luyện tập, cũng phải thử nghiệm hàng ngày thì mình mới biết được là cái thời điểm vàng của mình là gì, và app
nó cũng mới có cái dữ liệu để tính toán được ra cái thời điểm vàng của bạn. Do vậy, cái keyword ở đây là phải luyện tập thường xuyên kết hợp cả active recall và spaced repetition thì mình mới có thể học ôn thi một cách tốt nhất. Yếu tố thứ ba trong framework là testing, tức là thi thử. Thi thử vô cùng quan trọng đối với một kỳ thi như kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, bởi vì kiến thức là một phần thôi nhưng mà cái kỹ năng thi nó rất là quan trọng. Mình phải biết là cái bài nào thì mình nên dùng cái kỹ thuật nào, cái tính toán thời gian như thế nào cho phù hợp trong một cái bài thi như thế. Do vậy là đối với việc học ôn thi đại học ấy thì thi thử là việc vô cùng quan trọng. Ngày xưa khi mình học ôn thi đại học ấy, thì cái cách mà mình ứng dụng cái việc thi thử trong cái chu trình học của mình là như thế này. Tức là trong một ngày thì mình sẽ dành chỉ học cái môn cơ bản thôi, một môn thôi. Ví dụ như hôm nay thì mình học môn toán chẳng hạn, thì buổi sáng thì mình sẽ dùng để ôn lại kiến thức cũ. Đến cuối buổi sáng hoặc là tầm trưa ấy, thì mình sẽ sử dụng cái đề thi cũ, cái bộ đề thi cũ ấy, thì mình sẽ tính thời gian để mình luyện theo cái đề thi này xem là mình được khoảng bao nhiêu điểm. Rồi đến buổi chiều hoặc buổi tối thì mình sẽ sử dụng cái phần đáp án để sửa lại cái bài thi của mình, cũng như là mình ôn lại cái kiến thức mà buổi sáng mình vừa học. Như vậy là sau cả một ngày thì mình sẽ vừa ôn thi được, vừa luyện được cái kỹ năng làm bài thi của mình lại vừa ôn lại cái kiến thức mình học trong cả một ngày. Phần ở giữa tam giác là productive downtime, có nghĩa là mình sử dụng cái thời gian chết một cách hiệu quả. Thời gian chết này là cái thời gian mà mình sử dụng thường là để nghỉ ngơi, thư giãn, hay là mình làm cái gì đấy, ví dụ như là rửa bát này, thành răng này, hay là chơi cái gì đấy. Thì thay vì mình chỉ chơi không thôi, mình chỉ giải trí đơn thuần thôi, thì mình cố gắng kết hợp làm sao đấy để mình có thể ôn bài một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như là thay vì xem phim, một bộ phim đơn thuần, thì mình hãy xem một bộ phim mà nó chuyển thể từ lịch sử hay là chuyển thể từ văn học chẳng hạn, thì mình vừa giải trí, mình vừa thư giãn, mình lại vừa ôn lại kiến thức cũ. Hoặc là như mình thấy có rất nhiều bạn thích xem những cái thí nghiệm vật lý hóa học vui ở trên mạng ấy, thì nếu có thể mình có thể xem những cái đấy để mình giải trí, chứ mình cũng kết hợp để mình nhớ lại những cái công thức hóa học, những cái công thức vật lý mà nó liên quan đến cái thí nghiệm đó. Ngoài ra đối với khoảng thời gian chết này thì sử dụng những cái ứng dụng mà nó vừa học vừa chơi, nó vừa đưa cho bạn những cái lời nhắn để học bài ấy, thì nó rất là tiện lợi. Ví dụ như cái ứng dụng Mochi Mochi mà mình vừa giới thiệu cho các bạn ở trên video, thì nhiều khi mình thấy là nếu mà mình đang đi xe buýt hoặc là mình đang làm một cái gì đấy, ví dụ như rửa bát này, hay là xem TV hay làm một cái gì đấy mà mình thấy tinh tinh trong điện thoại, mình thấy là Mochi Mochi báo là để học từ vựng tiếng Anh chẳng hạn, thì mình nhấn vào mình học một tí rồi mình tắt đi. Thì đó là một số cách mà mình có thể tận dụng cái thời gian chết của mình để học được tốt hơn. Ứng dụng cái framework, cái mô hình này và từng khúc phân môn ấy, thì mình cảm thấy rằng là đối với môn khoa học tự nhiên, ví dụ như toán lý hóa ấy, thì mình thấy rằng là cái cách mình sử dụng active recall vào việc đặt câu hỏi thay vì chỉ tập trung vào đáp án này, mình học theo flashcard này, mình học dựa trên cái bài thi và mình giải bài thi, mình sửa bài thi, thì nó là cái phương pháp rất là tốt vì nó giúp cho mình tăng cường không chỉ về kiến thức mà còn kỹ năng làm bài nữa. Đối với những cái môn xã hội cần phải học thuộc lòng nhiều ấy, như là văn sử địa, thì mình nghĩ rằng là cái cách học tốt nhất là mình sẽ nhớ rồi nhẩm ra thành lời thay vì mình nhẩm thầm. Rồi mình sử dụng cái phương pháp gợi nhớ liên tưởng để mình nhớ lại cái kiến thức đấy một cách sinh động. Thì khi mà mình phải làm bài thi thì mình sẽ gọi lại cái kiến thức đấy là một kiến thức nền, và từ đó thì mình sẽ phóng tác lên, mình sẽ viết một cái bài dài hơn để hoàn thành một cái bài văn hoặc là một cái bài sử bài địa mà mình cần phải làm. Còn đối với những môn ngoại ngữ ấy, thì mình nghĩ là quan trọng nhất đối với kỳ thi là từ vựng và ngữ pháp. Bởi vì nếu mà mình có cái vốn từ vựng phong phú và cái nền tảng ngữ pháp chắc ạ, thì mình có thể hiểu được cái bài thi người ta nói về cái điều gì. Vì vậy trong quá trình ôn tập ấy, thì mình hãy luyện nhiều đề thi để biết xem là cái mẫu câu hoặc là cái câu hỏi về ngữ pháp thường gặp ở trong các bài thi là như thế nào, mình bị hỏng ở đâu ngữ pháp, thì mình phải lắp lại, mình phải bồi đắp lại cái lỗ hổng của mình, và đồng thời sử dụng những cái ứng dụng và những cái bài tập giúp cho mình nâng cao cái vốn từ vựng của mình. Và cuối cùng mình muốn đưa ra lời khuyên cho các bạn đang học ôn thi online. Thứ nhất, vì mình phải học online nhiều thời gian ấy, do vậy là mình phải chắc chắn là mình có cơ sở vật chất phù hợp. Ví dụ mình nên ngồi những cái ghế mà nó thoải mái, nó có cái phần tựa lưng, hoặc là mình có chỗ để mình để cái gối vào đấy để nó đỡ đau lưng, để mình có thể học ôn thi cả ngày. Những cái tư thế của mình rất quan trọng trong quá trình mình học, bởi vì là nó giúp cho mình học được lâu hơn. Cố gắng dọn bàn học thường xuyên để mình không cảm thấy quá áp lực khi ngồi xuống bàn học, bởi vì là nếu mình có quá nhiều giấy tờ, mình có quá nhiều sổ bút nó linh tinh ấy, thì mình sẽ cảm thấy rằng là mình không có động lực học. Với những bạn nào mà ở trong gia đình mà có không gian nhỏ, hẹp, ồn ào, không phù hợp cho mình học
tập trung á, thì mình cố gắng cải thiện bằng cách là mình đeo tai nghe chẳng hạn, mình nghe nhạc trong cái lúc học để mình có thể tập trung hơn. Hoặc là mình có thể học ở thư viện, mình có thể ra cà phê để mình học. Bản thân mình ngày xưa mình đã từng ngồi quán cà phê khoảng 8 tiếng một ngày, tức là cả ngày như là một người làm công sở ngồi quán cà phê, tại vì mình muốn là có cái không gian yên tĩnh một cách tuyệt đối. Cái thứ hai là cái phần nhìn của mình ấy, bởi vì là mình sẽ phải nhìn máy tính trong thời gian dài. Do vậy dù bạn có phải đeo kính mắt hay không thì mình vẫn luôn khuyên là các bạn nên đầu tư mua một chiếc kính mà nó có phản quang và chống ánh sáng xanh, tức là cái ánh sáng blue light từ cái màn hình nó vào mắt của mình. Bản thân mình là một người mà mình làm việc với máy tính hàng ngày với cường độ rất là cao. Mình thấy cái sự khác biệt rất rõ ràng giữa một cái kính mà nó không có phản quang, không có cái việc chống ánh sáng xanh, và một cái kính mà nó có những cái tính năng đấy. Nó có cái sự khác biệt rất là lớn, nó giúp cho cái mắt mình đỡ bị mỏi mệt hơn và làm việc được lâu dài hơn. Lời khuyên thứ ba là học thật tập trung và nghỉ ngơi thật đầy đủ. Mình đã làm hẳn một chuỗi video về cách làm việc hiệu quả, quản lý thời gian và làm việc tập trung ở trên YouTube. Mình sẽ để cái playlist về trên cho các bạn xem. Về cơ bản, mình càng làm việc tập trung thì mình sẽ càng hiệu năng, mình sẽ càng cần ít thời gian để mình thực hiện một cái nhiệm vụ nào đấy, mình ôn lại một cái bài nào đấy, và từ đó mình có thời gian để mình nghỉ ngơi, mình thư giãn, để mình lấy lại sức mình học cho ngày hôm sau. Và điều đó cũng dẫn đến lời khuyên cuối cùng của mình, đấy là ngủ đủ 8 tiếng. Mình biết là cái việc ngủ đủ nó khó như thế nào đối với những bạn mà đang gặp phải áp lực về thi cử. Và có thể có những bạn còn ngủ nhiều hơn thế, bởi vì là mình quá stress, mình quá áp lực nên mình không muốn dậy nữa. Mà thực sự để có thể nhớ được kiến thức hiệu quả thì mình cần phải ngủ đầy đủ. Ngày xưa thì mình gặp phải một cái sai lầm nghiêm trọng, đấy là mình chỉ cày đêm thôi, và mình học quen vào buổi đêm, buổi sáng thì mình ngủ bù. Nó dẫn đến cái việc mà khi mình thi thật ý, thì cái cơ thể của mình, cái đồng hồ sinh học của mình nó chưa đáp ứng được với cái thời gian biểu buổi sáng thì mình đi thi, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và cái thể chất của mình. Do vậy các bạn đừng lặp lại cái vấn đề của mình ngày xưa, hãy cố gắng vừa học một cách tập trung và vừa nghỉ ngơi đầy đủ. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian quý báu để xem video này, và mình chúc các bạn thi tốt. Fighting!